Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề mà chăm sóc, bảo dưỡng, rửa xe như thế nào mà cho nó được đúng cách ha. Bởi vì cái vấn đề này thì tưởng chừng như nó rất là đơn giản, nhưng mà có nhiều bạn thì làm sai, và có nhiều bạn thì không có hiểu được, cho nên là dẫn tới những cái hư hỏng mà không có đáng có cho chiếc xe của mình. Một cái chiếc xe phân khối lớn thì nó hoạt động với một cái cường độ cao và cái nhiệt độ nó cũng khá là cao các bạn. Cho nên là trong cái quá trình mà làm việc hoạt động của chiếc xe, thì ngoài những cái kỳ mà bảo dưỡng định kỳ tại những cái trung tâm sửa chữa xe uy tín chuyên nghiệp cũng như là tại hãng, thì chúng ta cần phải kiểm tra thường xuyên với một cái chiếc xe phân khối lớn, chứ không phải là mình đổ xăng thay nhớt định kỳ là mình có thể là sử dụng xe ha các bạn. Thì trong cái quá trình mà chạy á, với cái vận tốc cao nó sẽ có cái độ rung nhất định. Vì đối với chiếc xe B300 cũng vậy, và chiếc BMW F1000R cũng vậy. Có những cái chi tiết bằng ốc vít đó, nó hay bị lỏng lắm các bạn. Đối với cái chiếc xe B300 thì mình thấy là nó thường xuyên là bị lỏng ốc. Thì các bạn nào mà sử dụng xe CB300 này thì lưu ý là mình sẽ kiểm tra ốc ES là định kỳ ha. Trước những cái chuyến đi, hoặc là cứ khoảng 3-4 tháng gì đó, 2-3 tháng gì đó, thì mình có thể là kiểm tra lại một lần. Và là trong những cái lúc mà mình rửa xe đó, hoặc là mình chăm sóc xe, thì mình có thể là mình coi sóc những cái chi tiết của xe thì nó sẽ an toàn hơn. Nhận được nhiều comment cũng như là những cái inbox của các bạn trong Facebook hỏi mình đó là rửa xe nhiều có tốt hay không. Rồi ví dụ như là hôm nay em rửa xe, em để cả tuần lễ không đi, rồi tới ngày hôm sau cái bắt đầu lấy xe ra đi thì bị dính một cơn mưa nhẹ, hoặc là mình đi qua những cái chỗ nào mà nó hơi dơ tí xíu, các bạn thấy là nó hơi bị dính, thì về mình có nên rửa hay không. Thì trong clip này thì mình cũng chia sẻ luôn, đó là thí dụ như mà một tuần lễ mình đi mưa hết đâu 3-4 ngày rồi mình chạy, cảm giác là cái xe mình nó dơ nhiều, thì mình bắt đầu rửa xe. Mà cái bộ phận mà chúng ta thường xuyên mà phải chăm sóc là cái bộ phận nhông sinh dĩa. Ví dụ như chiếc xe mình nó dơ ở các cái chi tiết ở bên ngoài cái dàn áo thì không sao hết đó. Còn cái bộ phận nhông sinh dĩa là cái bộ phận mà truyền động trực tiếp và nó nằm ở bên ngoài của chiếc xe, không có được bảo vệ cũng như là bôi trơn không kỹ thì nó sẽ rất là mau hư, mau trùng sên. Và cái cảm giác khi mà chạy xe của mình nó nằm ở cái chỗ mà cái dây sên nhông sinh dĩa, nếu mà nó tốt thì mình đi mình cảm giác cái xe nó sẽ mượt mà hơn ha các bạn. Còn về cái vấn đề mà rửa xe đó, thì rửa xe vào ban đêm cũng như là khi mà mình đi dơ về mình rửa, rồi xong rồi bắt đầu là mình đi làm, đi công tác mà mình ít sử dụng xe, thì các bạn nên lưu ý là khi mà mình rửa một cái chiếc xe xong rồi đó, thì mình nên làm khô xe, nổ máy chạy vài vòng ở ngoài đường để cho cái nước ở trong xe của mình đó, cái nhiệt độ xe nó nóng, với lại cái tốc độ mình chạy xe thì nước nó sẽ phần nào nó sẽ khô và nó sẽ chảy ra khỏi xe. Chứ còn nếu như mà mình rửa xe xong rồi mình đem đi mình cất hoặc là mình trùm lại, thì vô tình đó là các bạn đang làm cho những cái chi tiết kim loại ở trong xe nó bị rỉ sét. Ví dụ như là phần khung sườn nè, rồi những cái phần giống như là buri, cái phần mà buri nè, nước nó vào ở bên trong cái buri, bắt đầu là nó có cái nhiệt độ cũng như là nước nó ẩm ở trong đó, nó sẽ bị oxy hóa, thì từ từ cái buri của các bạn nó sẽ rất là dễ hư. Và có nhiều trường hợp đó, tới khi mà mình thấy buri mà nó hư, mình cần thay buri, mình mở ra nó oxy hóa tới mức độ mà các bạn dặn buri á, nó không ra mà nó gãy ngang cái buri luôn, thì rất là khó chịu ha. Thì cái trường hợp này là không phải là không có các bạn, tại vì mình đã từng làm, từng fix cho cũng khá là nhiều bạn rồi, gặp cái trường hợp mà rửa xe rồi cái nắp chụp buri á nó bị lòn nước vào. Đây là nhông sinh dĩa của mình khi mà mình đi cái tour mà Phan Thiết về ha bạn. Thì từ bữa mà mình đi Phan Thiết cái tour đó về tới nay á, thì vẫn chưa có rửa xe các bạn. Nói chung thì xe của mình nó chỉ bị dính bụi đồ sơ sơ thôi, cho nên là mình vẫn chưa rửa ha. Đó, nhưng các bạn thấy là nó rất là đẹp. Nhông sinh dĩa thì như thế này, trong hiện trạng như vậy. Thì cái tour lần này đi cắt tầm khoảng 700-800 cây số các bạn. Sau khi mà mình quay sơn xong thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề mà nhông sinh dĩa, vệ sinh nó. Còn đây là cái nhông sinh dĩa của CB300 ha. Hiện tại thì xe này thì mình cũng rửa chắc cũng khoảng 2 tuần lễ rồi, và mình chỉ đi lòng vòng thôi chứ cũng không có đi nhiều.
Ở trên YouTube thì có một bạn comment như thế này. Đó là bạn comment ở trong cái bài mà so sánh giữa chai IX50 với lại chai Repsol. Thì bạn nói là cái chai IX50 làm gì mà xài được một năm. Thì trong cái clip này á, thì cái phần mà nhôm sinh dĩa vệ sinh thì mình sẽ chia sẻ luôn cái phần mà tại sao mà xài được một năm ha. Đầu tiên á, thì các bạn thấy là cái nhôm sinh dĩa của mình sau một cái chuyến đi dài như thế thì ở bên ngoài của mặt dây sơn nó sẽ dính một cái lớp bụi. Ở cái khoảng giữa của dây sơn, tức là cái mắt rulo của dây sơn, thì các bạn thấy là nó vẫn chưa có khô. Tuy nhiên á, là nó cũng có cái dấu hiệu bị dơ rồi. Thì đối với cái trường hợp mà cái xe của mình nè, các bạn nhìn thấy không, nó còn rất là sạch, còn rất là ok. Thì những cái phần mà dàn áo ở mé trên á, nếu như mà các bạn không muốn rửa, tại vì á, các bạn thấy không, xe nó chỉ dính bụi sơ thôi, mà bây giờ mình đè ra mình rửa thì nước á, nó vào bên trong những cái chi tiết của xe. Rửa nhiều thì nó cũng không tốt luôn nha các bạn. Ở bên nước ngoài á, khi mà những cái người mà người ta coi những cái clip của mình rửa xe á, thì người ta có comment vô đó là mình rửa xe Việt Nam, mình rửa xe bằng nước quá nhiều đó. Ở bên nước ngoài thì các bạn thấy là cái điều kiện mà đường xá của người ta chạy xe thì nó sạch, cho nên là khi mà người ta xem những cái clip mình, người ta cảm thấy là rất là bất ngờ, mà sao mà rửa xe mà rửa nước dữ dằn vậy đó. Đối với những cái dòng xe mà của châu Âu là nó có cái hệ thống điện nhiều, cho nên là nếu như mà rửa nhiều thì có nguy cơ, cái này là có nguy cơ thôi, nguy cơ là nó sẽ vào những cái hệ thống điện dẫn tới là bị hư hỏng. Cho nên là người ta xem clip của mình là người ta cảm thấy rất là bất ngờ các bạn. Thì mình cũng không biết nói như thế nào, mình chỉ nói giải thích là điều kiện Việt Nam của chúng tôi là nó rất là dơ, ấy sình lầy rất là nhiều, cho nên là chúng tôi cần phải rửa như vậy. Rồi bây giờ quay lại cái vấn đề, đó là cái chiếc xe mà mình bám bụi như thế mà cái dòng nhông sinh dĩa của mình nó bị dơ như vậy, cũng còn có thể là chạy được chứ không phải là không chạy được các bạn. Nhưng mà khi mà mình muốn xịt dưỡng sơn tiếp để cho nó bôi trơn tốt, thì các bạn lười thì các bạn xịt trực tiếp cái dưỡng sơn lên thì các bạn chạy vẫn được thôi, nhưng mà một thời gian á là bụi đất nó càng lúc nó càng nhiều, thì dẫn tới là cái dây sơn của mình nó trùng. Và khi mà nó trùng thì các bạn chạy cảm giác là cái xe của mình nó rất là khó chịu, tại vì đây cũng là một trong những cái bộ phận giúp cho cái xe hoạt động mà nó ít được chăm sóc nhiều nhất. Như ví dụ như trong máy thì các bạn có thể là sử dụng những cái dòng nhớt tốt hay này kia, nhưng mà ở ngoài nhôm sinh dĩa thì các bạn chỉ xịt dưỡng sơn cho nó thôi, thậm chí có nhiều bạn thì còn bôi nhớt nữa. Đối với những cái bạn mà bôi nhớt thì mình nói thật sự luôn, mà các bạn mua được một chiếc xe phân khối lớn mà các bạn bôi nhớt các bạn chạy thì mình cũng không biết là nó sẽ như thế nào. Ngoài cái việc mà nó dăng thì nó còn rất là dễ bám bụi đất, kèm theo đó nó sẽ bị trùng giãn sơn rất là nhanh. Một cái bộ nhông sinh dĩa của cái xe thường thì trung bình nó rơi vào khoảng từ 500 cho tới lại khoảng 800-900 ngàn. Một bộ là nó cũng tương đối xịn. Nhưng mà một bộ của xe phân khối lớn thì nó sẽ tính hàng triệu, chứ không có còn mà tính mấy trăm ngàn nữa. Cho nên là khi mà mình bảo dưỡng xe phân khối lớn thì nó cũng sẽ có phần khác hơn tí xíu. Nếu như mà mình xài không đúng cách thì ngoài cái vấn đề mà trải nghiệm xe hàng ngày của mình, cái trải nghiệm cái chạy xe của mình nó không có được tốt, thì các bạn biết là một cái chiếc xe không phải là mình chỉ yêu cầu nó là hoạt động được, mà là khi mà mình chạy chiếc xe mình phải cảm nhận được là chiếc xe đó nó ngon, nó ok đó, thì mình chạy xe nó mới tốt được. Chứ không phải là mình chỉ yêu cầu ở chiếc xe tôi chỉ cần nổ máy mà là có thể là chạy được, còn cái vấn đề khác thì không cần phải quan tâm. Đấy. Thì các bạn có thể là vệ sinh, là lau cái dây sơn. Lau dây sơn thì bằng cái sản phẩm M60 Voltronic chẳng hạn nè. Các bạn có thể là xịt một khăn, thì cái này là mình đã có làm clip rồi. Trong clip này thì mình chỉ chia sẻ thêm thôi, cho các bạn nào mà mình mới vừa theo dõi kênh thì các bạn sẽ biết và lục lại những cái clip cũ của mình để xem. Các bạn có thể xịt bột khăn và lau dây sơn để cho nó sạch cái lớp bụi ở bên ngoài. Và chúng ta có thể là xịt dưỡng sơn tiếp để có thể là sử dụng thêm 2-3 tuần, 1 tháng nữa, trong cái điều kiện mà trời nó khô và mình không có đi mưa, và xe mình nó không có dơ nhiều, nó chỉ bám bụi. Đối với cái phần mà sơn bóng ở trên một cái chiếc xe, ví dụ như là chiếc cái phần này là sơn bóng này các bạn. Rồi phần bình xăng của BMW cũng là sơn bóng nè. Thì khi mà mình đi á, thì các bạn biết là nó không có sình lầy, không có dăng, không có đi mưa, không có dơ nhiều á, mà bây giờ á, nó chỉ bám bụi thôi, thì chúng ta sẽ có cái sản phẩm ví dụ như là Sunat Extreme chẳng hạn nè. Sunat Extreme là cái dạng nước, cái chai nước các bạn, thì cái sản phẩm đó nó sẽ có cái tính năng là làm sạch, đánh bóng, làm rực rỡ màu sơn. Thì khi mà đánh bóng với bụi á, thì thường thường đối với những cái sản phẩm khác á, thì cái bề mặt sơn của mình nó sẽ bị xước li ti.
Nhưng mà đối với cái sản phẩm mà Sonat Xtreme thì nó có cái thành phần để giúp cho cái mình làm sạch cái bề mặt sơn bóng mà nó không có bị xước. Thì đây là cái sản phẩm cũng như là cái công bố của bên Sonat người ta đưa ra. Đó, thì mình cũng thường xuyên là sử dụng xe thì các bạn thấy là xe mình nó rất là bóng và đẹp. Còn nếu như đối với những cái trường hợp mà xe các bạn cũ bị xước sát đó, thì có những cái sản phẩm mà đánh để xóa những cái vết xước li ti. Vết xước li ti nha các bạn. Li ti tức là nó bị xước quần quần đó, chứ không phải là xước theo dạng như là mình té ngã nó xước nha. Thì đó là cái cách mà mình vệ sinh cũng như là mình sử dụng nhông sinh dĩa khi mà cái xe của mình nó vẫn còn sạch và mình không có phải rửa nhông sinh dĩa. Còn đối với cái trường hợp như thế này là các bạn đi mùa mưa mà bây giờ cứ ngày nào nó cũng mưa rồi mình đi về, không lẽ là mình đè xe ra mình rửa sên, rửa xong sinh dĩa rồi rửa xe hoài thì nó cũng không tốt, tại vì nước vào trong xe của mình nhiều. Các bạn đừng có so sánh đó cái vấn đề mà mình đi mưa với lại mình rửa xe ha. Ví dụ như đi mưa là trong cái quá trình mình chạy xe nó cũng có hơi nóng và mưa nước nó sẽ từ trên xuống, nó sẽ không có đi vào trong khung sườn. Nhưng khi mà các bạn rửa xe thì các bạn cần phải xịt các cái chi tiết, có khi các bạn xịt từ dưới lên rồi nè, rồi nước nó sẽ đọng ở bên trong cái phần bên trong rất là nhiều đó. Còn đi mưa là chúng ta chạy tới hoặc là chúng ta ngừng được xanh đỏ thì nước nó sẽ từ trên nó sẽ đổ xuống như thế này đó. Trong quá trình mình chạy thì nó có hơi nóng lên, nó sẽ không có đọng nước ở bên mấy những cái phần bên trong của cái bình xăng, ví dụ vậy. Đi mùa mưa nhiều thì mình cần ví dụ như là 2-3 ngày, các bạn để ý là cái nhông sinh dĩa của mình nó đã bị khô dưỡng sên rồi, thì chúng ta cần phải vệ sinh. Thì chúng ta chỉ cần vệ sinh cái phần mà nhông sinh dĩa thôi, rồi chúng ta lau khô nè, rồi xịt dưỡng sên ok là chúng ta có thể là đi qua mùa mưa tốt, không có vấn đề gì hết. Rồi ví dụ như từ đầu tuần các bạn sử dụng xe, các bạn đi làm đi chơi cho tới cuối tuần, thì trong cái tuần đó là nó mưa rất là nhiều, thì các bạn chỉ cần vệ sinh nhông sinh dĩa rồi chúng ta sử dụng xe bình thường. Tới khi mà cuối tuần các bạn có thời gian rảnh, các bạn mới bắt đầu mình rửa xe một lần. Tại vì các bạn biết là những cái chi tiết trên xe mà nếu mà sình đất nó bám nhiều thì cũng không được tốt. Nhất là cái phần mà máy xe, khi mà mình đi mà sình đất nó bám vào trong cái máy xe thì cái phần mà giải nhiệt của, ví dụ như đi gió nó giải nhiệt á, nó cũng có phần nào làm mát, thì sình đất nó đã chặn một cái phần gió vào rồi đó, nó làm cho cái máy xe của mình nó sẽ nóng hơn, cho nên là cái trải nghiệm xe của mình nó không được tốt và cái động cơ mình nó cũng không được tốt luôn. Đây là như cái phần mà cát nước này chẳng hạn nè, nếu như mà ở dưới này nè, các bạn đừng có để ý cái móng tay của mình nha, mình đang cạo nó ra hết rồi. Cái phần mà dè che bùn nè các bạn, nếu như mình không có gắn cái dè che bùn cho chiếc CB300 này nè, thì các bạn nhìn thấy cái đường sình không đó. Mặc dù là gắn á, nhưng mà cái hành trình mà dăng từ ở mé dưới cái bánh này nó dăng lên thì nó vẫn trúng ngay cái vị trí này, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều so với là không có cái miếng che bùn. Thì các bạn thấy nó sẽ văng nè, văng lên tới trên phần mà cát nước luôn. Và cái hậu quả là cái cát nước mình nó sẽ bị dơ và giải nhiệt nó sẽ kém đi rất là nhiều. Đối với BMW F1000RR các bạn thì nó có cái cát mà giải nhiệt dầu với là cái cát giải nhiệt nước nè. Tuy nhiên là do cái điều kiện Việt Nam thì mình cũng nói với các bạn rồi là đi sình lầy rất là nhiều đó, thì các bạn thấy là cái phần bánh xe của BMW nó không có cái dè luôn, dẫn tới là cái tốc độ chạy tốc độ cao quá, sình đất nó văng vô, mà tới mức độ đó, những cái miếng kim loại nhỏ bằng nhôm giải nhiệt đó, nó bị mớp luôn đó các bạn. Sau này nếu mà có điều kiện mà vệ sinh các nước hay nước làm mát á, thì mình tháo cái phần mà bảo vệ ra nè, cái mình quay cho các bạn xem là những cái lá nhôm đây nè, mình qua bên CB mình quay cho các bạn xem cho nó rõ ha. Cái lá nhôm nè, nãy các bạn nhìn thấy không, cái lá nhôm của bên BMW là nó bị giống như dạng cát đất á, mà nó văng vô bánh xe, nó quay với tốc độ cao nó mớp rộp luôn các bạn, mớp nguyên một cái đường thẳng băng luôn của cái đường bánh xe đó. Thì cái chiếc BMW của mình đó, nó mớp, mà không phải là chỉ có xe mình đâu mà xe cũng nhiều bạn khác cũng y vậy thôi. Tại vì các bạn thấy là cái phần mà bánh xe nè, chứ là cái phần mà cát nước thì nó gần nhau quá. Thì đây là cái ví dụ rất là đơn giản cho các bạn biết là điều kiện ở Việt Nam của mình nó không có phù hợp chạy những cái dòng xe này, nó sẽ kém bền hơn rất là nhiều. Xe thì sản xuất ra thì chạy ở nước nào cũng được, nhưng mà quan trọng là nó có bền hay không thôi, và nó có phù hợp với là cái điều kiện chạy của chúng ta hay không. Tại vì các bạn biết là ở bên đường nước ngoài thì nó quá đẹp rồi, kiếm hộp bụi còn không ra, còn trong khi đường của mình thì sình lầy đất cát nhiều
xài xe nó sẽ rất là mau hư, nó không có bền. Thậm chí là những cái dòng như là GS 1002 mà ở bên nước ngoài người ta đi còn cũng rất là ok, cả 100.000 cây hơn vẫn chạy tốt. Nhưng ở Việt Nam thì nó vẫn sẽ có những cái hư hỏng, mặc dù đó là những cái dòng xe mà đi touring mà chạy với một cái cường độ khá là cao. Còn nói về chiếc CB300 này thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn nào mà đang sở hữu xe cái cách mà mình chạy xe. Mình tính là mình làm một cái clip riêng lẻ về cái mục này, nhưng mà nếu như mà bạn nào mà xem clip này mà đang chạy CB300 thì xem luôn, mình làm luôn trong cái clip này. Đó là cái cách mà chạy xe CB300 này á, là khi mà các bạn chạy rô đai xe thì mình không nói nha, ngoài rô đai xe tức là ngoài 2.000 cây, hiện tại xe mình nó ngoài 2.000 cây, thì cái cách chạy mà để các bạn có thể là cảm nhận cái xe mà được tốt nhất, thoải mái nhất, thì mình sẽ hướng dẫn thế này. Đó là các bạn đá số tầm khoảng, đây là các bạn đá số tầm khoảng từ 6.500 cho tới 7.000 vòng là ok nhất ha. Khi mà mình chạy xe á, chứ các bạn đừng có kéo, mà ví dụ như số 1 á, các bạn ra các bạn kéo red light, các bạn số 2 các bạn kéo red light, thì cái dòng xe CB300 này á, nếu mà các bạn mà chạy red light kiểu như vậy á, các bạn sẽ cảm giác là cái máy xe của mình nó bị rống mà nó khó chịu lắm. Và mình chạy xe thường xuyên như vậy một khoảng thời gian thì cái máy xe của mình nó sẽ không có được êm và nó sẽ kém bền rất là nhiều. Tại cái dòng máy xe, một máy của Honda nó làm rất là kỳ cái vấn đề này. Và ngay cả xe Winner X cũng như vậy. Xe Winner X thì cái dòng tour mà đá số mà tốt nhất á là 5.500. Nếu như mà bạn nào không tin thì cứ ra chạy thử đi. Đúng số 1 5.500, số 2 5.500, số 3 5.500 cho tới số 6. Các bạn sẽ cảm thấy là cái xe của mình nó lướt đi rất là nhanh và cái vận tốc của xe mình nó nhanh, mà cái xe mình nó cực kỳ êm luôn. Còn nếu như mà các bạn ra xe, các bạn đề ba, các bạn kéo dòng tua cao thường xuyên thì cái máy xe của mình nó sẽ bị kêu đó. Thậm chí là chiếc Winner X đó, nó còn bị hư tăng cam nữa. Đối với lại cái chiếc CB300 này thì nó có cái đường nhớt dẫn lên ngay chỗ cái phần tăng cam, cho nên là nó sẽ đỡ rất là nhiều. Tại vì đây là dòng xe 300 mà, nếu như mà nó làm giống như Winner thì mình nghĩ là cái máy của nó sẽ không có bền đâu. Thì cái cách mà chạy xe CB300 thì mình chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể ra thử ha. Cái dòng tour của mình nó tốt nhất là tầm khoảng 6.500 tới 7.000. Thì thường là đi đá 6.500. Cái này thì mình cũng không có để ý nhiều đâu bạn. Nhưng mà mình đi chiếc Winner xong rồi đó, bắt đầu là mình qua chiếc này, trong cái quá trình rô đai mình mới bắt đầu là để ý cái kiểu hình thức mà chạy xe với cái xe của Honda mà một máy. Còn Honda mà bốn máy thì mình không nói tới ha. Cho nên đó là khi mà đi xe CB300 cũng như là xe Winner X đó, thì các bạn nên đá số ở một cái vòng tour nhất định. Các bạn đừng có suy nghĩ là mình đá số ở khoảng 5.000 vòng là nó ít đâu nha. Tại vì khi mà các bạn đá khoảng 5.000 vòng trở lên á, 5.000, 5.500 á, thì các bạn mà chạy tới số 6 là cái tốc độ của các bạn nó cũng rơi vào khoảng từ 80 cho tới 85 km một giờ rồi. Và khi mà các bạn đạt được cái vận tốc khoảng tầm như đó mà các bạn đi đường trường, các bạn sẽ cảm giác cái xe mình nó lướt đi rất là nhanh. Nó nhanh hơn rất là nhiều so với những cái bạn mà mình đề ba kéo hết ga hết số xong rồi thắng lại. Đó, thứ nhất là nó sẽ đỡ hao xăng hơn rất là nhiều rồi. Không tin thì các bạn cứ chạy thử theo cái cách như mình đi. Còn BMW thì mình không nói tới nha. CB nè, CB300 nè, Winner X nè. Các bạn cứ chạy vậy rồi các bạn canh xăng đi. Bảo đảm là các bạn sẽ thứ nhất là tiết kiệm xăng, thứ hai là cái máy xe của mình nó sẽ êm. Thứ ba là các bạn sẽ trải cảm nhận được là cái xe này chạy nó lướt, nghe nó đã. Nó đã hơn rất là nhiều so với là các bạn đề ba gấp nha. Còn BMW F1000RR thì thường nếu như mà chạy thì phải đá cái dòng tua cao. Nếu như mà mình chạy trong điều kiện đường nó tương đối bình thường thôi thì đá tầm khoảng ngoài 5.000 vòng thì quýt ship nó đã hoạt động rồi. Nếu mà dùng đá dưới 5.000 vòng thì vẫn đá được thôi bạn, nhưng mà nó không có được mượt mà. Đối với BMW thì sẽ đá ngoài 5.000 vòng. Nếu như mà có ngoài đường trường á, chạy ngoài đường trường thì mình sẽ đá với cái dòng tua nó sẽ cao hơn. Có nhiều bạn hỏi mình là sao chạy BMW mà đá không lên tới số 6. Số 1 là 156, các bạn số 2 là 108, số 3 là khoảng 203. Số 4 là 270 mấy á, số 5 là bắt đầu là 280. Số 9 á, số 6 á, bắt đầu từ số 6 trở lên nó mới được 299, thì cái này mình đã test rồi. Đó. Số 6 là thường á dạng giống như là mình chạy chạy hậu thôi các bạn. Chạy hậu nhưng mà điều kiện đường xá mình nếu như mà test á thì không có đường đủ dài để test.
Nếu mà ra bầu trắng thì gió rất là lớn, gió lớn mà mình đi thì thường thường mình không có mặc giáp, cho nên là nhiều bạn hỏi sao mà anh không test 299. Thì trong cái bữa mà mình đi tour Đà Lạt á, thì mình có test ở trên cao tốc Liên Khương á, thì được 299 rồi. Nhưng mà lúc đó thì lại không bấm máy. Tới khi mà chạy xong rồi á, thì bắt đầu mới ngờ ngỡ ra, chết bà quên bấm máy rồi. Còn mình thì mình cũng làm biến chạy tới tầm tầm đó lắm các bạn. Tại vì cái điều kiện đường á, cái bề mặt đường á, nó sẽ không có đủ đáp ứng cái điều kiện mà an toàn. Cho nên là khi mà test ở cái vận tốc cao như vậy á, thì cái sức gió như vậy, cái bề mặt mặt đường nó làm cho cái xe mình nó rung rung rất là khó chịu. Rồi tay của mình á, thì các bạn biết là một bên gắn inox rồi, cho nên là không có được vững giống như là những cái bạn khác. Cho nên là cái điều kiện mà mình test lên cái vận tốc cao á, thì ít khi nào mình test lắm. Chạy xe thì mình có thể là chạy 200, 250 là bình thường. Thì ở cái vận tốc mà 250, 260, 270 á, thì xe rất là ok các bạn. Nhưng mà các bạn mà đạt được ngoài cái vận tốc mà 280 mấy, 299 á, bắt đầu là cái tầm nhìn của các bạn nó sẽ bị hẹp đi rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy là mọi cái cảnh vật ở xung quanh đường đó, nó lướt đi rất là nhanh. Và cái này thì mình vẫn chưa có luyện được cái khả năng mà có thể là mình kiểm soát được trong cái điều kiện mà chạy với cái vận tốc hết ga như vậy. Ở cái điều kiện Việt Nam thì cái gì cũng có thể xảy ra đó. Lâu lâu thì test cho vui thì được. Ở hôm bữa thì mình có lên cái group của chiếc CB300 này, thì có một bạn comment ở trong cái bài của cái group xe đó là cái chiếc CB300 này đi hai người chạy không qua 90. Thì mình cũng không hiểu là chạy kiểu gì mà không qua 90 các bạn. Để cái xe này mình thấy là chạy vận tốc lên rất là ok, rất là nhanh. Mình đi một mình và đi hai người, đi hai người mình chạy, mình kéo nhẹ cái là qua 100 rồi. Thì mình đã có từng chạy với lại vợ ở ở trên Củ Chi, chứ còn mà đi tour chung với vợ thì chưa có điều kiện để đi ha. Các bạn thấy là xe rất là đẹp ha. À bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn một xíu là bô chiếc CB300 này á, thì mình đặt hàng một tháng rồi, tuy nhiên là nó bị delay. Dẫn tới là bây giờ mình đang đặt hàng ở bên Mỹ ship về. Thì chắc là mình nghĩ trong vòng tầm khoảng trước Noel thì sẽ có bô và gắn test cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi view clip. Nếu như còn có những cái vấn đề gì thì có thể là comment để chia sẻ cũng như là góp ý ha.